Tìm đâu được nhà liền kề chỉ hơn 2 tỷ mà hộ khẩu Hà Đông, ô tô đỗ cửa hả các bác ơi. Với cái căn nhà này thì dự án 3 căn mới nhất thuộc Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội giá bán chỉ hơn 2 tỷ. 3 cuốn sổ đỏ khác nhau, nhà mới tinh vừa mới hoàn thiện xong hết còn thơm nguyên mùi sơn. Và 3 cuốn sổ đỏ này thì 3 hồ sơ điện, 3 công tơ nước khác nhau. Mọi người ạ, và với cái thiết kế của ngôi nhà thì 34 đến 35 mét vuông, xây 4 tầng, 4 phòng ngủ rất chi là hợp lý. Hướng nhà là hướng Tây Nam, 3 căn thiết kế như nhau. Cho nên nhà tốt, xin review cho quý vị một căn mẫu để quý vị có thể tham khảo với thiết kế của ngôi nhà rất chi là hợp lý, hiện đại, công năng sử dụng vô cùng ok và xung quanh ngập tràn tiện ích. Với vị trí này thì gần với những gì ạ? Với vị trí mà Ngọc Ánh đang quay cho quý vị thì xung quanh chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 đầy đủ. Tiếp theo nữa, gần với trường đại học Phenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với lại quốc lộ 6, gần bến xe Nghĩa. Nói chung là phạm vi bán kính 5 km quay đầu, đầy đủ những tiện ích công năng sử dụng cho quý vị. Gần Ủy ban Nhân dân, gần với trạm y tế, gần nhà văn hóa, nói chung là vân vân, đầy đủ hết. Mà giá bán chỉ hơn 2 tỷ cả nhà và đất, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể với ngôi nhà 34 đến 35 mét, hướng nhà Tây Nam, cửa chính thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp, vị trí công năng hợp lý. Và đây là phần tầng 1, em đang đứng ở dưới tầng 1 của ngôi nhà. Ngôi nhà hoàn thiện chỉnh chu, đầy đủ gạch lát nền, kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Với ngôi nhà này, ngõ trước nhà 2m, tuy nhiên đường ô tô lùi vào tận cửa rất là gần. Và cách của chợ dân sinh chỉ khoảng tầm 200m thôi mọi người ạ. Phần tầng 1 của nó đây, hệ thống trần thạch cao, đồng thời chủ nhà có thiết kế lắp thêm cho mình một chiếc quạt trần nữa. Hoàn thiện xong hết cơ bản. Với cái ngôi nhà này ấy, thì phần mặt tiền của nó được 3m3, 3m4 và chiều dài thì được 10m, hơn 10m một chút mọi người nha. Đó, đây là cái phần không gian phòng khách. Thiết kế công năng sử dụng 4 tầng, 4 phòng ngủ thì tầng 1 thiết kế cho quý vị một phòng khách này. Đây là một phòng bếp và còn một phòng vệ sinh. Không gian phòng bếp đây mọi người ơi, rất là thoáng, đẹp. Cửa sổ hướng ra phía đằng sau để lấy ánh sáng cũng như là không khí vào trong không gian phòng bếp. Với phần tủ bếp hoàn thiện đầy đủ chỉnh chu hết cho quý vị. Với phần tủ bếp thiết kế cũng MDF chống cong vênh. Và với cái phần tủ bếp này thì chủ nhà thiết kế lên trên tới tận trần rất là gọn gàng, cũng như là cái tối ưu công năng sử dụng trong không gian phòng bếp. Mặt bếp thì ốp đá granite cho quý vị. Và ở đây thì là một thiết kế ở cái phần tủ bếp này, thêm một cái kệ nữa, rất là hợp lý, đẹp, chỉnh chu. Chậu rửa, vòi rửa chất liệu inox 304, thiết kế xong hết, hồ sơ điện, hồ sơ nước, phụ kiện bếp đi kèm, lắp đặt đầy đủ rồi. Theo như hiện trạng là quý vị sáng mua, chiều về ở được luôn. Trong không gian phòng khách, phòng bếp thì đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Ngoài ra phần tầng 1 thiết kế thêm công năng phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm nước lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cổ trụ cầu thang thiết kế cho quý vị là gỗ, ngăn cách giữa phần cửa chính cầu thang. Chủ nhà lắp cho quý vị một vách CNC gỗ ở đây. Nói chung là nếu như bây giờ để mà nói xây riêng biệt một cái nhà thì tính ra chi phí nó cũng khoảng tầm gần 1 tỷ rồi. Huống chi ở đây là cả nhà và đất mà giá bán chỉ có nhỉnh 2 tỷ một chút thôi. Theo các anh thấy thì nó rất là hợp lý. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Thưa quý vị, với căn nhà 34-35m thì thiết kế như thế nào cho phù hợp công năng? Trên phía tầng 2 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng ngủ rất là rộng, thiết kế sàn gỗ, hệ thống trần thạch cao, được trang trí đèn led rất là đẹp mắt, cửa sổ thông thoáng. Với cái cửa này thiết kế rất là hợp lý mọi người nha. Ở bên trong là cửa inox 304, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được thiết kế và lắp đặt đầy đủ. Dưới chân Ngọc Ánh đây là sàn gỗ công nghiệp. Ở phía bên trên là trần thạch cao, đèn led. Với phần tầng 2 thiết kế một phòng ngủ rất là rộng. Tất cả cửa thông phòng thiết kế đều là cửa nhựa, lõi thép mọi người ạ. Tiếp theo, phần tầng 2 thì thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng ngủ rất là rộng. Ở đây, với phần tầng 2
là chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh, ở bên đây là phòng thay đồ, hoặc là ở đây quý vị có thể kê cho Ngọc Ánh một chiếc tủ quần áo rất là hợp lý. Còn đây là phần phòng vệ sinh siêu rộng của ngôi nhà. Đây là phòng vệ sinh rất là rộng, đầy đủ vé, bồn cầu, cửa sổ thông thoáng, hệ thống sen cây tắm. Và trong cái phòng vệ sinh này thì được chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, rất là sạch sẽ. Lavabo bàn đá cho quý vị sử dụng đây. Phòng vệ sinh rất là rộng, phòng thay đồ, phòng đựng quần áo. Đây mọi người có thể nhìn thực tế cái công năng sử dụng. Thực ra cái này thì tùy hộ gia đình thôi, còn cái mục đích của chủ nhà là thiết kế theo cái xu hướng hiện đại nhất. Mời mọi người theo em lên tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đang đi lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà, với tầng 3 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng hai phòng ngủ trước sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên ở trong. Cửa sổ thông thoáng. Với cái căn nhà này nằm trong khu dân cư đông đúc, xung quanh tiện ích chợ trường phường trạm đầy đủ. Và tiếp theo phòng ngủ ở phía bên ngoài. Cái phần tầng 3 này thì phòng vệ sinh thiết kế ở giữa nha mọi người. Còn đây là phần phòng ngủ. Đấy. Rộng, thoáng. Tất cả các phòng ngủ đều được chủ nhà thiết kế sàn gỗ cho quý vị. Phòng ngủ thì vuông vắn, rất là dễ dàng kê đồ nội thất. Phòng vệ sinh sử dụng cho phần tầng 3 đây. Phần phòng vệ sinh này cũng được thiết kế đầy đủ hết những cái chức năng thiết bị vệ sinh đáp ứng cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Nói chung quan trọng nhất nó là về vị trí bất động sản. Còn về cái phần thiết kế thì quý vị cứ theo dõi Ngọc Ánh từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 để xem ngôi nhà này thiết kế nó có phù hợp với quý vị hay không. Giá bán để ở dưới phần bình luận cho mọi người. Mời quý vị theo em lên tiếp theo tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Dạ vâng thưa quý vị, ở trên phía tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị ở trên trần một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng riêng. Phòng này có thể là thiết kế phòng ngủ, còn ở đây là thiết kế phòng thờ mọi người nhé. Đây là thiết kế phòng thờ cho quý vị. Tiếp theo, đây là phần phòng ngủ riêng, phòng làm việc tùy mục đích công năng. Cho nên ngay từ ban đầu, Ngọc Ánh có chia sẻ với quý vị là ngôi nhà này thiết kế 4 tầng, 4 phòng ngủ. Nằm ở trong khu dân cư đây, quý vị có thể nhìn ngắm xung quanh. Dân cư đông đúc. Trên phía tầng 4 thì chủ nhà không lát sàn gỗ mà thay thế vào đây là lát gạch kích thước 60-60 vân gỗ. Đầy đủ công năng, phòng thờ riêng, phòng ngủ riêng, phòng vệ sinh. Đây là phần sân phơi, phần còn lại của ngôi nhà. Thiết kế rất là thoáng. Trước sau đều nằm trong khu dân cư. Với vị trí ngôi nhà này không gần đình chùa miếu mạo, không đường đâm thấp hậu, không có lỗi phong thủy cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa thì vui lòng liên hệ cho nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể được đi xem nhà thực tế và được tư vấn thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.